Xin chào mọi người. Hôm nay chạy em sẽ lên cho mọi người một siêu phẩm nhé. Bố nhập mê này. Bạn này là một bạn đen tuyền nhé. Đen ánh đỏ nhé mọi người này. Em gọi lên dậy. Đấy. Hôm nay chạy em sẽ lên video này, sẽ thanh lý bạn cái này cho mọi người về để nuôi chơi nuôi sinh sản nhé. Không một tật lỗi gì cả. Bọn em chỉ muốn bán để đẩy cho bạn ấy đi sớm về nhà mới thôi. Bởi vì bên em sẽ xuất các đàn mới liên tục này. Em quay ra nhé. Đây, khung gọng rất là siêu to dài nhé mọi người này. Bạn ấy thì vóc dáng rất là trường thể thao này. Mọi người nhìn này. Dài nhé, chân tay rất dài và to luôn. Ti mẩy tăm tắp nhé. Bạn ấy đen kịt luôn này. Đấy. Tuy là phả mê nhưng mà rất là ham đồ nhá. Ham như là kiểu phả pháp bỉ luôn mọi người này. Vẫn có thể nuôi huấn luyện. Phù hợp nhất là nuôi sinh sản. Đây, rất lâm từ sống lưng em quay xuống cho mọi người xem này. Cú bóng và sát nhá. Rất là lanh luôn mọi người nhá. Đây phả mê đây. Bố nhập Kỳ Sơn nhá. Bạn này đang dao động mức cân từ 8 đến 9 cân này. Khung gọng thì đang phát triển nhá. Rất là dài, em đứng ra bên này. Khung gọng bạn này rất là đẹp luôn và trường luôn. Quá dài nhá. Đấy. Cực kỳ là cao dài luôn. Bạn ấy đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine 5 đến 7 bệnh của Mỹ rồi. Và tẩy giun 3 lần được. Ham đồ chưa? Rất là ham đồ mọi người. Rồi em cứ bỏ rẻ ra để cho nó đi lại cho mọi người xem này. Bên em sẽ báo giá cụ thể nhá. Sẽ thanh lý bạn này là bạn giá 3 triệu này. Cho anh chị nhanh tay gọi điện đến số hotline của bên em. Bạn này thì rất là đẹp rồi. Nuôi sinh sản, nuôi để trong nhà. Đấy, dáng là rất là đẹp này mọi người. Bạn ấy đang phát triển khung gọng nhé, không phải là gầy đâu mọi người. Có thể nhìn xa cứ tưởng là gầy nhưng không phải đâu. Lứa tuổi này vẫn đang là lứa tuổi thanh thiếu niên. Nên là nhu cầu ăn uống của các cún về nhà mới thì sẽ đảm bảo hơn ở bên trại em. Bởi vì bên em là nuôi đàn nhiều nên là đôi lúc là nhu cầu ăn uống không được đảm bảo. Đấy. Bạn ấy rất là siêu trường luôn, tai thì dựng thẳng tắp rồi. Mặt mũi thì mõm hộp nhé. Anh chị quan tâm bé này thì nhanh tay gọi đến điện đến số hotline của bên em để sớm cho bạn ấy về nhà mới này. 032 638 9897 nhé. Bên em thì xuất chó liên tục, có cả Pháp Bỉ này, phả Mexico này. Đặc biệt hơn thì bạn này nó còn bố nhập nữa cơ. Chắc là đói rồi. Mọi người hãy nhanh tay liên hệ với bên em để đón em ấy về nhà mới nhá. Giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Để chưa từng có nhá. Xin chào mọi người.